hết bà già tới ông già, trời đất ơi, người già ở thành phố này không nên nết chút nào hết, nghỉ, không chạy nữa, đi về, quá trời tức rồi. Hey, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã trở lại với channel của mình, thì mình hôm nay lại bị đuổi việc nữa rồi. Nhưng mà không sao, vì mình đã có chuẩn bị cho mình một cái chuyến hành trình mới, đó chính là làm tài xế xe buýt. Bíp bíp. Vâng, và ngày hôm nay là ngày đầu tiên đi làm của mình, thì mình sẽ quyết định là mình sẽ chọn cho mình một bộ trang phục thiệt là đẹp nhất cái thành phố này luôn. A few moments later. Đó là bộ đồ ông già Noel. Hello, ngày đầu tiên đi làm, em không thích đi làm, em đi về em nghe mẹ vô dành yêu thương. À, không thích đi làm, thôi đừng, im đi đừng nói nữa. Mọi người ơi, cán em. Ủa, cán không được hả? Trời ơi, xe cán em còn không ngã nữa, làm sao anh có thể ngã vào tim em? À, mở cửa. Rồi, mở cửa. Mở cửa. Mở cửa đi chứ. Mở cửa đi. Mở cửa ra cho nước đáy tràn vào. Mở cửa ra. Mở cửa. Xe thì xịn mà cái hệ thống như cái quần què vậy đó. Mệt quá. Biết rồi, đừng nói nữa. Bực mình rồi. Đi làm công mà cứ để chửi hoài. Chủ gì kỳ vậy? Để nhân viên nói hoài, không có lỗ tai hả? Lỗ tai cay hay gì? Con mẹ đó, lộ hàng. Ủa không biết. A few moments later. Rồi, hôm nay là ngày đi làm đầu tiên của mình. Đây là một thành phố rất là vắng người, cho nên là không ai thèm đi xe buýt hết. Rồi. Ê thì mẹ luôn, ấy nhẹ luôn. Ủa phải chạy lên. Ai biết đâu, không nói. Chạy nút nào ta? Cái này nó điều khiển rất thật, cho nên là chúng ta phải nghiên cứu lại cái dàn máy này mới được. 2 hours later. À, xe chạy rồi. Wow, chạy rồi bà con ơi. Lên, come on baby, come on, lên xe đi mọi người, lên xe đi nào, đó, lên xe. Phải mở cửa nữa hả? Lên đi mọi người, lên, lẹ lên, chạy giờ rồi, nhanh lên, lái xe. Cái gì? Mua vé hả? Mua vé thì nó mua vé. Lên rạc mua có một cái vé. Mua người ta mua vé. Trời ơi, mua có một chút mà còn đòi tiền thói nữa. Sao biết mình mua cái loại vé đó thì chuẩn bị tiền sẵn đi. Nữa. Trời đất ơi. Đừng có tưởng là người đi làm là tôi không dám chửi. Đi la lẹ đi. Một vé. Nheo. Rồi, đó. Trời ơi, biết cái giá vé của mình là như đó rồi. Không phải không mua quen hay gì. Thì mình chuẩn bị sẵn cái tiền cho nó giống vậy đi. Không, lên tốn biết bao nhiêu rồi thời gian và công sức của người khác. Trời đất ơi, đưa hẳn 20 đô mà mua cái vé có 2 đô rồi. Mất dạy. Thói tiền thấy mẹ luôn. Ăn không được nhiều. Tao nói cho tụi mày biết nha. Đưa vé đây, xoát vé. Đứa nào đi chui không? Ủa, không ai đi chui hết vậy? Really, nigga? Ai cũng có vé hết vậy? Thì thôi, làm quyền chết. Lên à. Mọi người ơi, đây là một chiếc xe buýt rất là vui vẻ nha mọi người. Dạ, thì chúng ta sẽ dừng ở trạm tiếp theo nha mọi người nha. Bây giờ thì đường nó hơi kẹt đó mọi người. Thì cho nên là em sẽ lái chậm chậm một tí. Dạ, đôi khi là em cũng hơi cọc. Dạ.
em cũng chưa quen với dàn máy lắm. Ngày xưa em lái xe đạp, không giờ tự nhiên em lên xe buýt liền, cái em không biết lái đó mọi người. Đó là mọi người thông cảm giùm em nha. Dạ, hôm nay là ngày đầu tiên đi làm. Dạ. Tại sao nãy giờ mày không chạy đi? Mày không thấy giờ đèn xanh rồi hả? Người ta đèn xanh là người ta chạy, người ta đèn đỏ người ta mới đứng. Làm cái gì mà đứng một hàng? Lái cái xe màu đỏ chi rồi nó đứng miết. Lái cái xe màu xanh cũng đứng luôn. Mẹ bật xi nhan. Ghét bật xi nhan xin đường. Trời ơi, dễ vợ của con rồi ba mẹ ơi. Mệt quá, lên đường cũng người đi bộ đi luôn. Dạ, thì chúng ta sẽ tới cái điểm dừng chân đầu tiên nha mọi người. Thì điểm dừng chân này là ở Hubenen Research Center. Rồi, ai xuống ở đây thì chuẩn bị xuống nha mọi người ơi. Dạ. Rồi bây giờ em là một nhân viên. Người ta nói là hả, em làm biết bao nhiêu công ty là em chưa bao giờ cọc luôn. Em chưa bao giờ biết cọc là gì. Trời đất ơi, cắn lên có một miếng của cái dĩa hè không mà cũng trừ điểm. Nó nhắm cứt vừa thôi chứ. Em chưa bao giờ biết cọc là gì. Trời tao tức quá mà, gọi đi xuống đi. Xuống. Cút hết cho tao. Trời ơi, có cái cửa ở đằng sau, đi đi. Bây giờ lên ra cửa ở trước rồi, biết bao nhiêu người, biết bao nhiêu đợi, biết bao nhiêu chờ. À đó, cụ mua vé tuần vậy là con chịu nè. Trời ơi, cụ dễ thương quá à, bà cụ nè. Đó, vé tuần chỉ có 25 đô thôi, rẻ lắm. Vé ngày nó có 2 đô à, chứ vé tuần nó ăn đã hơn. Đó, ra mua lần, mua 2 vé vậy được nè. Đó, 2 vé nè. Đó, của chị là có 5 đô à. Học trò thì đi bộ đi. Bày đặt, mua vé xe buýt. Trời ơi, tao cũng kêu ba má chở đi đi lên xe buýt gì. Hả, kiểm tra vé. Đâu, trời đất ơi, nè. Mày nha, mày mặc áo đen nha. Nè, sợ chó ha. Không mua vé, phạt 120 đô. Đó, được. Lâu lâu gặp mấy thằng như mày cũng vô lắm á. Thôi. Ôi, mặc áo đồ sang trọng ha. Trời ơi, đi quịt. Tao chưa nói xong đâu, cái mặt mày á. Có ngày nha mày, cẩn thận tao à. Giờ tao hơi bận. Dạ mọi người ơi, bình thường thì em rất là nhã nhặn hiền. Dạ kính thưa mọi người, thì chúng ta sắp đến điểm đến thứ hai của chúng ta. Bình thường em rất là nhã nhặn, nhưng mà gặp những con người đó em không thể chịu được. Là cái gì mà băng qua đường mà không có cái chợ gì hết, chạy đang đèn đỏ mà tự nhiên băng qua đường. Tại tôi vượt đèn đỏ là mấy người không được băng. Tại tôi vượt đèn đỏ là mấy người không được băng. Mày xuống xe đi mày, thằng áo quét. Em còn cười cười, nó không tán cái đầu mày hên rồi đó. Mày tên ông xuống xe quất mày luôn tên ông. Ôi, đi mà quịch vé. Đi cái chuyến gần xịu rồi quịch vé. Con người đâu phải con chó đâu, nói chuyện mà không biết nghe. Mua nhiều, mua con vé à, cũng mua nữa. Xong quịch với ông kia luôn đi. Trời ơi, nãy giờ đi theo chung với nhỏ đó thì hả, mua luôn đi. Mua chung với nó. Mua có vé có 1 đô 8 mà. Đưa 10 đô. Bắt đầu thôi nữa chứ. Không bo được ông tài xế miếng nữa. Trời ơi, chạy cái nghề này chạy mưa chạy gió. Mệt chết. Không thấy ai thương cảm với mình. Trời ơi, sao nãy không xếp hàng hay là kiếm cái chỗ nào mua đi, lên đây mới bắt đầu mua vé là sao trời. Má không thôi, nửa má nữa hả? Trời ơi.
Trễ rồi mấy má ơi. Đó, mua vé tuần là được nha em. Đáng yêu nha cô gái. Dạ. Cụ già. Trời đất ơi. Cụ già. Sao quịch vé vậy? Già mỏng nên nết. Quá trời quá đất. Trời đất ơi, cái thói kỳ ghê á. Bà móng già nãy vô toán đầu bà. Trời đất ơi, ông già. Hết bà già tới ông già. Trời đất ơi, người già ở thành phố này không nên hết chút nào hết. Nghỉ, không chạy nữa, đi về. Quá trời tức rồi. À! Cả đường xe đụng, phải không? Chửi người dài ra đường xe đụng đó mọi người. Dạ, cho nên là em phải lên xe em chạy tiếp thôi. Trời đất ơi, chạy kiểu gì trời. Ủa biết chạy xe không trời? Có biết xe từ trong hẻm mới ra là phải ưu tiên không? Ôi trời ơi á, người sống đô thị gì kỳ vậy? Cười quá à. Rồi có một con điên nữa. Mày dừng lại, chỗ xe buýt, làm xe buýt vô. Ở bắt đầu còn dành đường nữa chứ. Ở trời má. Mày đậu sai. Rồi bây giờ mày đậu qua đó luôn hả? À! À, tức quá mà. Ê, ê cái thằng xe già xe xanh. Tức quá nó lộn xe luôn rồi đó. Ôi tới đâu không mày? A few moments later. Người đô thị mà bạn. Được không? Trời. Chạy xe bớt chạy trâu đi nha. Cảm ơn các bạn đã theo dõi clip này. Đây là cái cuộc hành trình mà khó hiểu nhất. Và nhớ nhấn like và một subscribe để mà các bạn tiếp tục ủng hộ mình đi tìm việc khác cho các bạn. Khổ quá. Và bây giờ mình xin chúc tất cả các bạn có một ngày tốt lành. Yeah, pip.